Chào các bạn, thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc hai cái mẫu nơ dùng để trang trí cho sản phẩm như thế này. Thì ở hai cái mẫu nơ này nó đều tương tự như nhau ở cái phần thân. Đây, phần thân của nó đều có các cái đường nổi lên như thế này ha, xen kẽ hai màu và nổi lên như thế này. Chỉ khác ở một điểm là cái phần nơ này ha sẽ tạo cái cánh góc vuông nè, đây tròn và tạo cánh góc vuông. Còn cái cánh nơ còn lại nó sẽ tạo một cái góc nhọn ở chính giữa của hai cánh nơ nè, đây tạo cái góc nhọn lên như thế này ha, ở hai bên. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết móc phần thân này. Đầu tiên tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này sẽ gây nên cho mình 30 mũi móc xích liên tiếp với nhau ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau khi đã gây nên được 30 mũi móc xích nối hai đầu dây lại thì mình sẽ có một cái đồ rộng như thế này. Thì các bạn sẽ canh chỉnh cho mình nè, ở cái sợi dây xích này đây là mặt phải, còn đây là mặt trái ha. Thì các bạn sẽ canh cho mình cái mặt phải này nè. Đây, đây sẽ luồn cái mặt phải này ra ở bên ngoài nè. Sau đó di chuyển kim cho mình đến chân móc của mũi móc xích đầu tiên ở đây, móc vào đây một mũi dời để mình nối lại hai cái vòng này. Từ đây gây nên một xích thì ta sẽ được một cái vòng tròn như thế này ha. Phần nơ này mình sẽ sử dụng mũi nửa kép để móc. Các bạn sẽ đâm kim vào chân móc ta vừa móc mũi dời và móc vào đó một mũi nửa kép. Đây là chân đầu tiên nè, chân mình móc mũi dời á ha, móc nửa kép nè. Tiếp tục chân móc bên cạnh cũng tương tự, đâm kim vào đó và móc một mũi nửa kép. Khi móc lưu ý cũng giấu cho mình cái sợi len thừa vào trong mũi móc ha, để ta cắt len không phải giấu len nhiều nè. Đây các bạn móc sẽ giấu cho mình luôn vào trong mũi móc nè. Một mũi nửa kép. Chân kế tiếp cũng móc một mũi nửa kép và cũng giấu len thừa vào trong mũi móc ha. Làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Móc cho đến cuối vòng ha. Khi móc mình cũng giấu hết cái sợi len thừa nha. Sau khi đã móc được các cái mũi nửa kép cho đến hết vòng nè, thì tiếp tục kết thúc cái vòng này, đâm kim cho mình vào chân móc của mũi nửa kép đầu tiên mà mình gây nên. Đây là chân móc ha, móc vào đó một mũi dời để kết thúc vòng nè. Sau đó gây nên một xích. Như vậy là ta hoàn tất được hàng móc đầu tiên của phần nơ. Để tiếp tục hàng móc thứ hai thì mình sẽ tiến hành thay màu ha. Và ở đây các bạn để ý cho mình nè, ở các cái mũi nửa kép thì mặt trong của nó sẽ có cái đường móc như thế này. Đây là cái chân móc của mũi móc ha, hai cái mũi này là mũi móc nè. Còn cái chân ở bên trong á, đây, thì khi thay màu các bạn sẽ đâm kim vào các cái chân móc này cho mình nha. Ta sẽ không đâm kim vào chân móc mà đâm kim vào cái chân ở bên trong á. Và trước khi thay màu thì để cho cái phần này nó không có phải cắt len nhiều thì các bạn tiếp tục lên một xích, sau đó mình kéo dài cái mũi móc này ra ha, mình sẽ thay màu và không cắt len. Đưa cho mình màu khác nè, ra phía sau của hàng móc. Ta cũng bắt đầu móc từ cái điểm mà mình kết thúc hàng của cái vòng móc đầu tiên á, đưa ra phía sau nè. Thì để ý cho mình cái chân ta vừa móc mũi dời ở đây, phía trước nó là chân móc mình móc mũi dời vào đó ha, thì phía sau của nó sẽ là cái chân móc của mũi dời nè. Đây nó có một cái lỗ là cái chân móc mũi dời ha, thì ta sẽ đâm kim vào cái chân móc này, sau đó kéo cái sợi len ta thay vào, móc lên một mũi móc xích và lưu ý kéo cho mình cái chùm màu trắng qua một bên ha. Từ đây mình sẽ tiến hành móc cái hàng móc thứ hai nè. Thì các cái mũi móc đầu tiên mà mình móc nó sẽ có cái đường móc ở bên trong như thế này ha. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân ở bên trong này nè, móc vào đó một mũi nửa kép.
Tương tự cho chân bên cạnh, cũng đâm kim ra phía sau của cái chân móc đó, nó sẽ có một cái đường móc ngang nè, móc vào đó một mũi nửa kép, và khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc ha. Tiếp tục chân kế bên cũng vậy nè, đâm kim vào cái chân ở phía sau nó, móc vào đó một mũi nửa kép và cũng giấu len thừa vào trong mũi móc. Như vậy thì cái hàng móc ở bên dưới này, hàng màu trắng bên dưới nó sẽ lộ ra một đường xích như thế này. Thì các bạn sẽ móc tương tự cho đến hết vòng. Cũng đâm kim vào cái chân ở phía sau của mũi móc đó, móc một mũi nửa kép nè. Đây, móc một mũi nửa kép. Tương tự cho chân bên cạnh ha. Một mũi nửa kép. Và móc cho đến hết vòng. Sau khi đã móc được toàn bộ mũi nửa kép cho 30 chân móc ở phía dưới nè, thì lúc này cái đường móc của mình nó sẽ tạo một cái đường G. Kết thúc vòng móc này thì cũng tương tự, đâm kim vào cái chân móc của mũi á, nửa kép đầu tiên ở cái hàng móc này á, và lưu ý đẩy cho mình cái chùm màu trắng ra phía sau ha. Đâm kim vào chân móc của mũi nửa kép đầu tiên nè, móc vào đây một mũi dời. Từ đây ta sẽ móc lên hai mũi xích ha, mình sẽ không cắt len mà ta sẽ tiến hành thay màu luôn nè, kéo dài sợi len nè. Ở hai cái sợi len thừa ban đầu mà mình giấu nè, đây các bạn sẽ móc các cái mũi móc dài ra thì khi ta cắt len không phải giấu len nhiều ha, nó sẽ tiện cho việc mình móc hơn nè. Đưa mặt phải ra ngoài. Lúc này mình đã có hai sợi len ở trên cái hàng móc của mình rồi, thì bây giờ mình sẽ thay màu trắng. Các bạn sẽ đưa cho mình cái chùm len màu hồng ra phía sau qua một bên nè ha. Tương tự giống như cái hàng phía dưới thì các bạn cũng đâm kim cho mình vào cái chân ở phía sau của cái mũi dời này nè, là cái chân móc này ha, đâm kim vào đây. Sau đó đưa nút của cái sợi len màu trắng ở phía sau. Đây, sợi len màu trắng phía sau nó có cái nút như thế này ha. Thì các bạn sẽ tiến hành gút cho cái nút nhỏ lại và kéo nút này qua chân móc. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Sau đó hàng móc này sẽ móc tương tự giống như hàng màu hồng phía dưới ha. Tức là mình cũng đâm kim vào các cái chân móc ở phía sau của mũi móc nè. Đây, chân đầu tiên nè. Đây là các cái chân móc này ha. Mình sẽ móc vào các cái chân móc này. Thì chân đầu tiên sẽ là cái chân này nè. Đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi nửa kép. Tiếp tục chân móc bên cạnh cũng vậy, đâm kim và móc vào đó một mũi nửa kép vào chân ở phía sau ha, phía sau của mũi móc nè. Chân kế bên cũng tương tự, một mũi nửa kép vào chân ở bên trong phía sau. Chân kế tiếp, một mũi nửa kép. Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng thì cái hàng màu hồng này nó cũng lộ ra một đường móc tương tự giống như cái đường móc ở phía dưới ha. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Sau đó lần lượt thay màu cho mình nè. Các bạn cứ thay màu tương tự như cái phần mà mình vừa thay màu á, móc cho đến khi mình được tầm khoảng 6 đến 7 hàng móc là được. Cứ mỗi chân là đâm kim vào cái chân ở phía sau của mũi móc, đâm kim vào đó và móc một mũi nửa kép ha. Móc đến hết vòng và làm tương tự cho nhiều hàng móc nữa. Ở đây mình đã thay màu được tổng cộng là 6 hàng móc ha. Kết thúc hàng móc màu hồng này cũng tương tự, đâm kim vào chân móc của mũi nửa kép đầu tiên, móc một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo vào cắt len. Các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len dài để mình dùng đoạn len này mình tạo nơ nha. Như vậy là mình hoàn tất được phần thân của nơ ha. Đây là mặt sau nè và đây là mặt trước. Thì cái cánh nơ đầu tiên mà mình tạo nè thì nó đơn giản hơn ha. Các bạn sẽ canh chỉnh cho mình cái sợi len này nó nằm chính giữa. Đây, nằm chính giữa của cái mũi móc của mình nè. Sau đó gập cho mình lại như thế này và tiến hành quấn tròn. Các bạn sẽ vừa quấn vừa siết lại ha. Cho cái đường gút này nó nhỏ lại nè. Sau đó sẽ giấu cái sợi len thừa này ra phía sau. Đây là mặt trái ha. Các bạn sẽ giấu ra phía sau nè.
và tiến hành giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc. Thì mình sẽ hoàn tất được một cái mẫu nơ trang trí như thế này. Các cái góc của nơ nó sẽ tạo ra các cái góc vuông ha. Cách thứ hai, ở đây mình cũng có chuẩn bị sẵn một cái phần thân nơ như thế này. Mình cũng móc lên được tổng cộng là 6 hàng móc nè. Để tạo hai bên cánh nơ nó có cái độ nhọn á, thì các bạn cũng gập cho mình cái cánh nơ lại, gập cái thân nơ lại như thế này ha. Khác với cái nơ mà mình vừa làm ban nãy á, thì cái phần nơ này các bạn sẽ đưa cho mình sợi len thừa vào trong nè, kéo xuống phía dưới. Mình sẽ canh chỉnh cho cái điểm mà mình kết thúc nó nằm ở chính giữa ha, tức là ở đây mình sẽ có hai điểm nằm chính giữa và ở phía dưới cũng có hai điểm nằm chính giữa nè. Thì các bạn sẽ dùng tay ấn cho mình cái điểm mà mình có sợi len thừa á, ấn xuống phía dưới, ấn vào trong nè, xuống phía dưới, nó sẽ chạm với điểm chính giữa ở phía dưới nè. Đây, hai điểm này nó sẽ chạm nhau ha. Thì lúc này còn hai cái điểm nằm chính giữa còn lại nè, các bạn cũng đưa cho mình để nó chạm vào nhau như thế này. Thì hai góc của cánh nơ nó sẽ tạo ra được một cái độ nhọn như thế này ha. Đây. Tương tự bên này cũng vậy nè. Canh chỉnh thì nó sẽ tạo ra được một cái độ nhọn. Và đây là mặt sau ha. Sau khi đã canh chỉnh được rồi thì mình tiến hành cột ở phía giữa lại nè. Các bạn sẽ vừa cột vừa guốc lại ha. Ta sẽ guốc thật mạnh vào để cái cánh nơ của mình nó được phồng hơn nè. Sau đó quấn nhiều vòng. Quấn xong thì cũng giấu sợi len thừa ra phía sau. Và giấu vào trong các cái mũi móc ha. Canh chỉnh cho mình các cái mũi móc nè. Thì mình sẽ hoàn tất được một mẫu nơ trang trí với hai cái đầu nơ nó nhọn nè. Canh chỉnh cho mình cái mũi móc để cái nơ nó được phồng hơn ha. Thì như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn hai cái mẫu nơ đơn giản dùng để trang trí cho sản phẩm như thế này. Chúc các bạn thành công!